hai tổ công tác cơ động được thành lập, chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất phối hợp với chính quyền địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân về cách phòng dịch bệnh, dọn dẹp vệ sinh, phun thuốc tiêu độc khử trùng. Đồng thời tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân trên địa bàn cũng như nhân dân ở vùng lũ lân cận, đến từng gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn để thăm khám và cấp thuốc điều trị. Những việc làm đầy ý nghĩa và thiết thực của quân y bộ đội biên phòng Hà Tĩnh luôn là hình ảnh đẹp tỏa sáng về phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân, nhất là đối với bà con vùng lũ.